hai con kia bảo đứng ra đấy cho chụp cái kiểu ảnh làm mẫu mà mày mà ngắt hoa của tao là mày ăn đòn luôn bây giờ thế này chồng mai mới được một cái vườn hoa nó đẹp như thế này nó rực rỡ như thế này mà bọn mày ăn của tao nhá thì gọi là tao sống chết với bọn mày luôn đấy nào, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới, các chị đã gục ngã với em chưa? Trời ơi, bao nhiêu công sức tâm huyết của em gần đây là gọi rực rỡ một góc trời luôn. Em thề với các anh chị, các anh chị đứng năm cây số các anh chị vẫn nhìn thấy cái vườn hoa này của em luôn tại vì là nó quá là rực rỡ và quá là đẹp. Đây, bây giờ nhá, em sẽ bảo hai con lạc đà của em dẫn mình đi quanh khu để mình xem xem cái khu farm mới bây giờ của bọn em làm ấy nó đã đẹp đến như thế nào rồi. Bây giờ là được khoảng độ tầm 95% rồi, còn 5% nữa hoàn thiện nốt trong vòng mấy ngày tới nữa và đợt lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này được nghỉ đến tận 5 ngày cơ. Thế nên là chúng ta tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà chụp ảnh check-in. Trời phải gọi là tưng mừng khói lửa luôn ấy. Nên bây giờ em đang hoàn thiện nốt những cái công đoạn gọi là cuối cùng để sắp tới đón mọi người còn có mấy ngày nữa nhỉ? Còn có một tuần nữa thôi. Lần này mọi người đến farm chơi em chỉ sợ mọi người bị mệt thôi tại vì đi mỏi chân quá. <laughs> ý là người, người ta flash ấy, flex ấy, người ta khoe là farm của người ta bây giờ rộng lắm rồi, to, bây giờ chia thành mấy khu lận cơ khách muốn đi chơi là phải bỏ thời gian ra Phải đi gọi là cũng mệt phết đấy. Mà kiểu nó bị đẹp ấy, nó kiểu bị sinh xỉu ấy nên thành ra em đang ở trong Sài Gòn đáng nghĩa ra là đến gần 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì em mới bay ra ngoài này cơ. Nhưng mà bây giờ em nhìn em hóng quá thế là em cũng sốt ruột ấy, em phải bay ra ngoài này sớm một tí để em hoàn thiện nốt những cái công đoạn còn lại xong rồi để chuẩn bị đón khách Hôm này. Hôm qua sau khi mà đáp máy bay xuống Hà Nội, sau đó thì đi từ Nội về Mộc Châu một cái Đi từ cái rất là xa xa tít một tắp luôn Em đã nhìn thấy nguyên cả cái vườn hoa nhà em nó rực ấm mỹ hết cả lên Xong rồi à, nhìn gọi là thích mắt thì thôi rồi Mà bây giờ em sẽ khoe với mọi người một cái đặc sản ở trong khu farm nhà em Cái đặc sản này gọi là đặc sản hoàng hôn Ôi trời ơi, nhìn nó gọi là nao lòng chưa các chứ lệ Mấy bữa nay khách đến khu farm chơi ấy, toàn bị mê cái quả hoàng hôn này thôi Tại vì là thật sự nó bị đẹp quá ấy Nó bị đẹp một cách gọi là hơi ố dề luôn ấy Thôi quả này em phải đi kiếm ngay mấy cái máy ảnh Để gọi là ăn một quả ảnh hoàng hôn thôi Hẹn mọi người 30 tháng 4 mùa tháng 5 Mọi người đến farm nhà em chơi nhá